Đây là các bạn đang xem đó, chính là tủ lạnh Awa Inverter 250 lít cho quý vị. Chỉnh ký nhé. Nó là không có lạnh luôn ha. Ngăn trên ngăn dưới thì khi mở ra thử thì như thế này nè. Nhiệm vụ chúng tôi bây giờ đến đây để kiểm tra tất cả những linh kiện cho lại và đồng thời là vệ sinh cái tủ này luôn. Đó, nghĩ là bây giờ là cái khâu linh kiện này mình cũng xem ha. Cái con này cần phải đo là kiểm tra coi chỉ số của nó là tốt hay không. Thì đồng thời là tiến hành cầm hai cái đo đàng hoàng. Vệ sinh luôn sạch sẽ để mà tiến hành thay thế cho nó dễ dàng, tại vì cái hiện tượng này nó bị nghẹt, nó nghẹt luôn, khó rồi. Vậy bây giờ cái tủ mình không lừa được. Thua. À, cái này là lúc này mình xử lý xong rồi. Màu trắng là ok. Sau khi test lại cái dòng điện nó chạy được 0.8. Đúng bình thì chờ là khoảng chừng tầm cả 15 cho đến nửa tiếng đồng hồ những quý vị mới xử lý. Biết bị gì ha. Tủ đó ok chưa? Đây là bàn giao cho. Chút xíu đây này xiết hai con này vô ha. Cần chỉnh là một chút xíu nữa tại lúc đầu giờ cần chỉnh không có đúng. Đâu nóng rồi, nóng rồi mới tăng dòng lên. Xiết hai con này ốc nãy mày tháo có không có mình lấy mình đi. Phải để hai con vô rồi cái nắp dừa này quá nằm đâu rồi nãy ra. Hay là từ trên nó sẽ chè xuống dưới luôn. Đấy. Lúc này bây giờ mình đi với em bật cái lên cái chắn ra là cái phần chắn nó qua cáp á. Mấy chừng đồng 15 20 đồng hồ sau khi nó qua cái đủ được con nào qua. Ok, và cái tủ cái model của dung tích này nè, bạn thấy không? Đấy, con nào đó T24 vậy đó là dung tích sẽ tăng khoảng chừng 250 lít. Gì 24 vậy nè. À, cái model của nó như quý vị, mọi người xem ha. T24 thì con này cái hiện tượng nó là không có lạnh.